Ngày 12 tháng 9, đồn biên phòng Ròn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết đã cứu chữa thành công một ngư dân bị gãy chân, đưa đi cấp cứu an toàn. Trước đó, 9 giờ 30 phút ngày 11 tháng 9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình nhận được thông tin về việc tàu cá QB93885TS có một thuyền viên bị móc tời, đập gãy chân phải trong tình trạng nguy hiểm. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo đồn biên phòng Ròn duy trì liên lạc với thuyền trưởng để nắm tình hình. Cùng đó, cử quân y đơn vị tư vấn y tế cho tàu qua ICOM. Đến khoảng 23 giờ 20 phút cùng ngày, tàu cá đã đưa ngư dân gặp nạn vào bờ. Tại đây, lực lượng quân y phối hợp với gia đình ngư dân tiếp nhận, tiến hành kiểm tra và chăm sóc sức khỏe ban đầu, làm thủ tục để chuyển bệnh nhân vào Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị.